ảnh hiện nay của cha và con gái trong sự cố sóng trực tiếp 6 năm trước. Giáo sư Robert E. Kelly, biệt danh ông bố BBC, vừa đăng hình ảnh mới cùng cô con gái từng đốn tim dân mạng khi làm gián đoạn buổi phỏng vấn trực tiếp của cha 6 năm trước. Khó có thể tin rằng đã 6 năm trôi qua kể từ khi mạng xã hội chứng kiến một trong những khoảnh khắc làm cha mẹ khó lắm đầy vui nhộn. Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của cha con ông Robert Kelly, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc. Khi đó, ông đang phỏng vấn trực tiếp tại tư gia với BBC News để thảo luận vấn đề chính trị thì một vị khách bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn. Khi cha đang phỏng vấn vào ngày 10 tháng 3 năm 2017, bé Marion, cô con gái 4 tuổi của ông Kelly bất ngờ xuất hiện ở phía sau, mở cửa và nhảy nhót vào phòng. Sau đó, khi ông Kelly cố gắng xua bé Marion ra khỏi khung hình thì em trai riêng, 9 tháng tuổi, lái một chiếc xe tập đi vào phòng, háo hức tham gia cuộc vui. Khi ông bố cố gắng vui đùa và tiếp tục cuộc phỏng vấn, người vợ, bà Kim Dung A, con gọn đám trẻ nhanh nhất có thể. Thậm chí, người mẹ còn ngồi sụp xuống để dắt hai con đang rất vui vẻ ra khỏi phòng. Tất nhiên, tất cả đã được ghi hình lại và được phát sóng ra thế giới. Clip dài 43 giây ngay lập tức lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và ông Kelly gắn liền với biệt danh ông bố BBC. Ông Kelly trả lời BBC một tuần sau cuộc phỏng vấn rằng ông tự hào trước phản ứng tích cực mà video nhận được. Thừa nhận đó là một hoàn cảnh éo le với các bậc cha mẹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người làm việc tại nhà vào thời điểm mà thế giới chưa biết tới, COVID-19. Tôi hạnh phúc khi cảnh quay sự sơ suất của nhà mình, một sự cố trên sóng truyền hình đã mang lại tiếng cười cho rất nhiều người, ông cho hay. Tuy vậy, ông cũng chia sẻ Guardian một năm sau đó rằng cả ông và vợ đều lo sợ những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra vào lúc đó. Cả hai chúng tôi đều cho rằng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Hiện nay, ông Kelly vẫn tiếp tục sự nghiệp và gửi về các phân tích chính trị cho nhiều hãng tin khác nhau. Ông vui vẻ kỷ niệm khoảnh khắc vui nhộn ấy trên Twitter, cập nhật cho người theo dõi một chút thông tin về gia đình. Đây là một vài hình ảnh của ông bố BBC kỷ niệm 6 năm của video gốc vào thứ 6 tuần trước, ông tweet trước khi chia sẻ những bức ảnh mới về gia đình mình, bao gồm cả Marion hiện 10 tuổi và Diêm 6 tuổi. Một lần nữa cảm ơn tất cả người theo dõi tôi vì video. Gia đình tôi và tôi rất hãnh diện nhờ lòng tốt của các bạn. Một bài đăng khác cập nhật thêm nhiều hình ảnh hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các bài đăng của ông Kelly đã nhận được rất nhiều bình luận ủng hộ. Nhiều ý kiến từ các bậc cha mẹ đang khen ngợi Kelly và vợ ông vì đã khiến việc làm việc tại nhà trở nên dễ cảm thông, đặc biệt là khi thế giới có một góc nhìn mới. Hậu đại dịch, cảm ơn đã bình thường hóa làm việc tại nhà với các con trước cả đại dịch COVID-19. Một người bình luận, thật tuyệt khi thấy các bé đã lớn và hy vọng rằng chúng biết mình đã để lại hình ảnh tích cực trên mạng vì sự hồn nhiên của mình. Những bức ảnh đáng yêu, đoạn video mang lại cho tôi niềm vui trong nhiều tuần, một người khác nói thêm, tôi không ngừng cười được, khung cảnh đó thật hoàn hảo, tôi mới xem lại đây và nó vẫn thật tuyệt vời. Hãy dành nhiều thời gian bên gia đình mình nhé. Tôi xem video vài ngày sau khi mẹ mất, đó là lần đầu tiên tôi cười thành tiếng, một bình luận viết, cảm ơn bạn và gia đình vì điều đó. Cảm ơn ông bố BBC nhắc nhở các bậc cha mẹ trên khắp thế giới đóng cửa trước khi làm việc, theo một bình luận khác.